lại là cô Phương Thủy đây. Hôm nay chủ đề của chúng ta sẽ là về relative clauses, mệnh đề quan hệ, một điểm ngữ pháp cốt lõi của học kỳ 2 lớp 11 đúng không nào? Sự thật thì cô thấy rằng là khá nhiều bạn lăn tăn về mệnh đề quan hệ. Mà đây lại là một điểm ngữ pháp quan trọng. Chính vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại phần cơ bản nhất của mệnh đề quan hệ nhé. Nào, cùng bắt đầu thôi. Rồi, bài này chúng ta sẽ chia ra làm 5 phần. Thứ nhất, định nghĩa. Thứ hai, nói về đại từ quan hệ. Thứ ba, về cấu trúc. Thứ tư, các dạng trong mệnh đề quan hệ. Và cuối cùng là phần bài tập bổ sung exercise. Ok, nào chúng ta cùng bắt đầu phần thứ nhất nhé. Vậy mệnh đề quan hệ là gì? Mệnh đề quan hệ là một mệnh đề phụ, bổ nghĩa cho danh từ đứng trước nó. Ok, đây là về phần lý thuyết. Tuy nhiên, phần lý thuyết thật sự rất trừu tượng và khó hiểu đúng không các em? Vậy các bạn sẽ nhìn vào cho cô phần ví dụ như sau. Đây là Tom. Wow, một anh chàng khá là đẹp trai đúng không nào? Vậy các bạn sẽ nhìn cho cô về tình huống thứ nhất đối với bạn Tom này. Ok, một cô gái tên là Lisa và một cô tên là Amy. Nào, chúng ta cùng xem tình huống nhé. Hey girl, Tom is my boyfriend. Oh, you are in love. Vậy trong tình huống này, bạn Lisa nói gì với bạn Amy nào? Oh, cô gái ơi, Tom chính là bạn trai của tôi đấy. Amy mới trả lời là, ồ, bạn đang trong tình yêu, bạn có tình yêu rồi. Vậy trong trường hợp này, bạn Lisa muốn khoe với bạn Amy rằng là mình đã có bạn trai và Tom chính là người bạn trai đó. Đây là một tình huống để khoe đúng không nào? Để khoe tôi đã có tình yêu đấy. Vậy mời các bạn sẽ xem cho cô tình huống thứ hai nhé. Lisa về Amy. Hey girl, Tom, whom you are flirting with, is my boyfriend. Oh my god, I didn't know that. I'm sorry. Ok, trong trường hợp này cũng cùng là hai người bạn cùng nói về một chàng trai tên là Tom. Nhưng mà ý nghĩa của các bạn này như thế nào? Chúng ta cùng dịch nhé. Ôi cô gái ơi, Tom, người mà bạn đang tán tỉnh đấy. Từ flirt ở đây có nghĩa là tán tỉnh, chính là bạn trai của tôi. Và Amy phải trả lời rằng là, trời ơi, tôi đâu có biết đâu, tôi xin lỗi nhé. Vậy cùng là một tình huống, nhưng mà ý nghĩa của hai tình huống này lại vô cùng khác nhau, bởi vì có mệnh đề quan hệ whom you are flirting with. Nhờ vào mệnh đề quan hệ này mà chúng ta biết thêm ở tình huống thứ hai rằng là bổ sung thêm ý nghĩa là bạn Amy đang tán tỉnh bạn trai của Lisa. Thế là bạn Amy phải xin lỗi và phải chối rằng là đã biết đến Tom. Vậy nhờ vào mệnh đề quan hệ, các bạn có thể rút ra được rằng là nó bổ nghĩa cho danh từ Tom, danh từ riêng Tom đứng phía trước. Ok, chúng ta sẽ cùng xem xét nhé. Ngoài ra, mệnh đề quan hệ cũng có thể dùng để nối hai từ đơn. Bạn Lisa có thể nói với bạn Amy rằng là Tom is my boyfriend, you are flirting with him. Tom là bạn trai của tôi đấy, và bạn đang tán tỉnh bạn trai của tôi. Đây là hai câu đơn. Tuy nhiên, nói như thế sẽ không thể thể hiện được sự bro trong tiếng Anh của bạn Lisa được. Vì vậy, bạn Lisa đã làm dùng mệnh đề quan hệ để nối hai câu này lại với nhau. Ok, trong cả hai câu đơn này chúng ta đều nhắc đến một người, đó là Tom. Trong câu thứ nhất là Tom và câu thứ hai là him. Him ở đây cũng là Tom đó các bạn. Và chính vì vậy, Lisa đã nối lại với nhau thành một câu như sau. Tom, whom you are flirting with is my boyfriend. Bạn Lisa đã nối câu thứ hai vào câu thứ nhất và đứng giữa câu thứ nhất đúng không nào? Vậy chúng ta đã có được mệnh đề quan hệ. Vậy các bạn sẽ xem cho cô thêm một số ví dụ để tìm hiểu thêm về mệnh đề quan hệ nhé. I saw the man he talked to you last night. Tớ đã nhìn thấy một người đàn ông. Ông ấy đã nói chuyện với cậu tối qua. Vậy mình sẽ viết thành mệnh đề quan hệ như sau. I saw the man who talked to you last night. Cả hai câu đơn ở phía trên đều nhắc đến một người đàn ông là the man
and he. Cho nên chúng ta có thể dùng mệnh đề quan hệ để nói hai câu này vậy lấy nhau với nhau là I saw the man who talked to you last night. Tớ đã nhìn thấy người đàn ông mà tối qua đã nói chuyện với cậu. Vậy mệnh đề quan hệ của chúng ta bổ nghĩa cho danh từ the man và đứng ngay sau danh từ đó. Các bạn sẽ xem giùm cô thêm một số ví dụ tiếp theo nhé. I bought a t-shirt which is very nice. Vậy chúng ta có mệnh đề quan hệ which is very nice bổ nghĩa cho danh từ t-shirt và điều đó cũng sẽ tương tự với lại câu thứ hai. Mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho danh từ Miss Thủy. Ok, chúng ta có tiếp tục mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho danh từ My Oxford English Dictionary. Sài Gòn là một danh từ được bổ nghĩa bởi mệnh đề quan hệ Where people are very friendly and nice. Và cuối cùng rằng là chúng ta có mệnh đề quan hệ Whom I really admired bổ nghĩa cho Mr. Jack. Rồi, đây là những câu ví dụ đơn giản về mệnh đề quan hệ. Cô chỉ về phần này cô chỉ muốn các bạn có một cái cách nhìn chung về cấu trúc chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Vậy trong phần định nghĩa các bạn sẽ nhớ cho cô hai vấn đề chính nhất là mệnh đề quan hệ dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước nó và nối hai câu đơn lại với nhau. Rồi tiếp theo qua phần thứ hai chúng ta đi sang phần đại từ quan hệ. Đại từ quan hệ thì đã quá quen thuộc với các bạn, gồm có who, whom, where, why, when and how. Vậy phần này cô sẽ giúp các bạn phân biệt giữa who và whom khác nhau như thế nào nhé. Về phần who, chúng ta sẽ có một câu ví dụ như sau. The girl who likes football is very beautiful. Cô gái mà thích đá banh rất là xinh đẹp. Vậy chúng ta có cấu trúc như sau. The girl là danh từ. Who là mệnh đề quan hệ nhưng vẫn đúng vai trò là một chủ ngữ và likes là một động từ. Vậy chúng ta sẽ sử dụng who thay cho danh từ chỉ người làm chủ ngữ và đứng ngay sau danh từ nó thay thế. Rồi chúng ta sẽ sang phần whom nhé. Đây là một câu ví dụ về whom. The girl whom I like very much is very beautiful. Cô gái mà tôi rất thích vô cùng xinh đẹp. Vậy trong câu này chúng ta cũng có the girl là danh từ cần được bổ nghĩa. Từ whom là đại từ quan hệ và chúng ta có chủ ngữ là I đứng sau đại từ quan hệ đó. Cho nên từ whom sẽ thay thế cho danh từ chỉ người làm tân ngữ và đứng ngay sau danh từ nó thay thế. Rồi cái mẹo của cô sẽ cho các bạn một cái mẹo để phân biệt who và whom nhé. Chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta dùng who khi mà đứng sau who là một động từ. Các bạn thấy có một động từ thì đứng trước nó sẽ dùng với who. Còn trong câu mệnh đề quan hệ mà có chủ ngữ là I thì đứng trước chủ ngữ sẽ là whom chứ không. Chúng đứng trước chủ ngữ sẽ là whom. Rồi chúng ta tiếp tục nhé. Đại từ quan hệ which. Which dùng để thay thế cho người chỉ vật và đóng vai trò là chủ ngữ hoặc tân ngữ. Đối với which thì chỉ có một mà thôi, chúng ta sẽ không phân biệt ra như là who với whom. Vậy các bạn sẽ xem cho cô ví dụ phía dưới nhé. I bought a book, it was written in English. I bought a book, which was written in English. Ok, trong câu này chữ it thay thế cho a book đứng trước, cho nên chúng ta sẽ thay chữ it thành một đại từ quan hệ và biến câu thứ hai thành một mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho a book. Tớ đã mua quyển sách viết bằng tiếng Anh. Ok, chúng ta sẽ có một số lưu ý về who và whom nhé. Trong nhiều trường hợp, đặc biệt là văn nói, thì whom có thể được thay thế bằng who. Cho nên các bạn nhớ giùm cô một lưu ý là chỗ nào dùng được với whom thì chỗ đó sẽ dùng được với who. Ví dụ như the girl I like very much is very beautiful. Ở câu ở phía trước thì chúng ta cũng có thể viết thể loại hành là the girl who I like very much is very beautiful. Tuy nhiên,
who không đứng sau giới từ on, in, at và vân vân. Vì vậy chúng ta chỉ có thể dùng được với whom. Ví dụ như sau: We met some kids, most of whom are very cute. Ok, trong câu này, trong mệnh đề quan hệ chúng ta có giới từ of, most of, cho nên chúng ta sẽ không có most of who mà phải là most of whom. Câu ví dụ thứ hai: The man about whom I was talking loved football. Trong câu này thì chúng ta lại có rằng là about, giới từ about cộng với whom, không bao giờ được dùng là about cộng với who. Và đối với lại đại từ quan hệ which thì chúng ta có thể dùng được với giới từ như bình thường, khác với who, whom. Ok, tới một phần cũng khá là nhức đầu đây, đó chính là whose. Whose dùng để chỉ sự sở hữu cho cả người và vật. Chúng ta có câu ví dụ nhé: She's the girl, her car is over there. She's the girl whose car is over there. Ok, trong câu này thì tính từ sở hữu her trong her car bổ nghĩa và cho the girl phía trước. Vì vậy chúng ta sẽ thay chữ her thành whose và cộng với lại danh từ car đứng đằng sau nó. Her thế cho the girl whose. Tuy nhiên cô thấy có một số bạn, các bạn sẽ thêm dùm cô phần not ở đây nhé. Not thì chữ whose sẽ thay thế cho những tính từ sở hữu, ví dụ như my, your, her, his, their, our, its and Mary's. Ở đây là tên riêng cộng phẩy s. Chúng ta cũng có thể dùng tên danh từ thường, danh từ chung phẩy s cũng được, cũng là ý nghĩa sở hữu. Rồi, đây có là một phần mắc lỗi sai khá nhiều ở các bạn. Jenny loves my brother. He's a pilot. Jenny thì yêu anh trai của tôi, anh ấy chính là một phi công. Ở đây, my brother được thế bằng chữ he. Các bạn lưu ý giùm cô rằng là chữ my sở hữu, tuy nhiên nó không hề thế cho một chữ nào cả. Mà ngược lại, chữ he lại thế cho my brother. Chính vì vậy, chỗ này chúng ta sẽ dùng đại từ quan hệ là who, chứ không được dùng whose. Cô thấy lúc làm bài tập có khá nhiều bạn bị lấn cấn phần này và đã sử dụng whose và đó đã trở nên sai. Lưu ý dùm cô phần cuối cùng nhé, whose cộng với danh từ đứng đằng sau nó. Và tiếp theo chúng ta có chữ where. Lưu ý dùm cô một công thức như sau: where thì có thể bằng với lại which và có giới từ in trong đó. Ngoài ra chúng ta có thể rút gọn thành là in which. Xem một số ví dụ như sau nhé: The building where he lives is the highest one in town. Ok, chúng ta có mệnh đề quan hệ là where he lives. Vậy câu này chúng ta có thể viết được rằng là The building which he lives in is the highest one in town. Câu này nghĩa tương tự như câu thứ nhất, tuy nhiên bởi vì nó có giới từ in cho nên chúng ta sẽ dùng với which. Lưu ý giùm cô nhé, khi có giới từ chúng ta không dùng where mà chúng ta sẽ dùng với which. Và ngoài ra chúng ta có thể viết câu này thành câu thứ ba: The building in which he lives is the highest one in town. Ok, chúng ta chuyển sang when nhé. When cũng sẽ tương tự y hệt như là where. I will never forget the day when I met you. Vậy chúng ta sẽ có câu chính của nó là I met you on that day. Mình sẽ viết thành một câu mệnh đề quan hệ mà dùng với which cộng giới từ các em nhé. I'll never forget the day which I met you on. Tương tự như đối với chữ where, chúng ta có thể dùng when, tuy nhiên nếu như có giới từ, các bạn sẽ chuyển thành chữ which. Tương tự, I'll never forget the day on which I met you. Về chữ why, tại sao, chỉ lý do. That's the reason why he left her. Đó là lý do tại sao anh ấy bỏ cô. Tuy nhiên, câu chữ why này chúng ta sẽ có một dấu hiệu nhận biết, chính là chữ reason phía trước.
Về phần that, that là một cái rất phổ thông, được sử dụng rất nhiều trong nhiều trường hợp, vừa đóng vai trò là chủ ngữ, vừa đóng vai trò tân ngữ và có thể thay cho who, whom, which, where, when, why, thay thế cho hầu hết tất cả các đại từ quan hệ. Tuy nhiên, that cũng có những yếu tố bắt buộc của nó. Giả sử that sẽ được sử dụng cho danh từ hỗn hợp vừa có người vừa có vật. Ví dụ, we can see a lot of people and cats that are going to the field. Danh từ hỗn hợp của chúng ta chính là people and cats, vừa có người vừa có những con mèo. Thứ hai, chúng ta dùng that khi có những đại từ bất định như something, nothing, anything, someone, anyone, everyone and no one. Ví dụ, I will tell you something that is very interesting. Chúng ta có danh từ bất định something và ngay sau đó chính là chữ that. Và cuối cùng, that sẽ sử dụng cho danh từ so danh so, xin lỗi các bạn, cái tính từ so sánh nhất on, every, very, only, on, none, few. Ví dụ nhé, this is the most beautiful dress that I have. Chúng ta có so sánh nhất the most beautiful dress và chúng ngay sau đó sẽ đi với lại that làm đại từ quan hệ. All that is mine is yours. Chúng ta có từ all đi với that. You are the only person that can help us. Chữ only chúng ta cũng đi với that. Tuy nhiên, chúng ta sẽ có một số trường hợp không được dùng that. Thứ nhất, không dùng that sau dấu phẩy. Peter that played tennis on Sunday was fitter than me. Không bao giờ được dùng câu đó mà các bạn phải thay thế thành là một đại từ quan hệ khác. Thứ hai, không dùng chữ that sau giới từ on, in, at, cho nên chúng ta sẽ không bao giờ sử dụng with that, on that mà thay vào đó chúng ta phải dùng đại từ quan hệ khác như là whom và which. Ok, đến phần quan trọng nhất của ngày hôm nay chính là về phần cấu trúc mệnh đề quan hệ. Chúng ta cùng xem lại ví dụ phía trên nha. Ví dụ phía trên, bạn Lisa đã nối hai câu đơn thành một câu mệnh đề quan hệ ở phía dưới. Vậy bạn ấy làm cách nào? Bạn ấy tìm hai từ có liên quan đến nhau và sau đó bạn ấy nối lại theo giống như ví dụ ở phía dưới. Rồi chúng ta cùng tiếp tục đến phần khác nhé. Đầu tiên các bạn sẽ lưu ý cho cô về cấu trúc cơ bản của câu thì sẽ luôn có là chủ ngữ cộng verb cộng object hoặc là gọi là complement nếu như chủ ngữ sorry nếu như động từ là to be. Vậy mình sẽ có câu chính. Câu thứ nhất là Tom is my boyfriend. Tết kế đó chúng ta sẽ đem mệnh đề quan hệ vào ở phía giữa câu chính đứng ngay sau chữ Tom, bởi vì whom you are flirting with, người mà bạn đang tán tỉnh chính là bổ nghĩa cho Tom. Vậy các bạn sẽ lưu ý mệnh đề quan hệ của chúng ta gồm có những phần nào nhé. Mình sẽ có đại từ quan hệ là whom, chủ ngữ là you và động từ là are flirting with. Rồi, các bạn sẽ lưu ý giùm cô nhé. Vậy mình sẽ có là chủ ngữ cộng mệnh đề quan hệ cộng động từ. Đó là về phần bắt buộc. Nếu đứng sau mệnh đề quan hệ mà không phải là động từ thì các em phải xem lại coi câu của mình làm đúng hay sai nhé. Rồi tiếp tục, cũng là câu về mệnh đề quan hệ Tom is my boyfriend, nhưng mệnh đề quan hệ lúc này của cô lại là who is flirting with you, người mà đang tán tỉnh với bạn đấy. Các bạn xem xét mệnh đề quan hệ này với cô nhé. Vậy chỗ này đại từ quan hệ là who cũng đóng vai trò như một chủ ngữ và chúng ta sẽ có động từ là is flirting with. Sorry, is flirting. Các bạn cũng sẽ lưu ý giúp cô rằng là đứng sau mệnh đề quan hệ. Xin lỗi. Trong trường hợp này, mệnh đề quan hệ đứng giữa thì đứng sau nó sẽ là một động từ các em nhé. Và động từ này phải chia đúng theo chủ ngữ ở phía trước, chủ ngữ chính. Ok, và đây là một số dạng mệnh đề quan hệ thường gặp.
Đại từ quan hệ thay thế cho túc từ object nên đại mệnh đề quan hệ đứng cuối cùng. I am looking for the man, he is my boss. Ok, vậy chúng ta sẽ có chữ he thế cho chữ the man. Chính vì vậy mình sẽ có câu như sau: I am looking for the man who is my boss. Mệnh đề quan hệ lúc này lại đứng cuối câu. Đó là một chuyện hết sức bình thường. Ngoài ra chúng ta có thể dùng chữ wish cho thay cho cả một mệnh đề quan hệ. She can't come to my party. That makes me sad. Cô ấy không thể nào đi dự tiệc của tôi. Điều đó làm cho tôi rất là buồn. Vậy chữ that đó thay thế cho cả một cụm câu phía trước. Chính vì vậy, khi dùng câu như thế này, các bạn phải có chữ phẩy phía trước chữ which. She can't come to my party, which makes me sad. Ok, đến phần thứ tư, các loại mệnh đề quan hệ. Mệnh đề quan hệ gồm có hai loại chính là defining relative clauses không có dấu phẩy. Ok, phần này cô sẽ show cho các bạn xem nhé. Vậy nói tóm lại, defining relative clause là mệnh đề quan hệ xác định và không dùng dấu phẩy. Mệnh đề này không thể bỏ đi được bởi vì nó mang nghĩa bổ sung rất là nhiều. Rồi phần thứ hai là mệnh đề quan hệ có dấu phẩy, non-defining relative clauses. Rồi, phần này chúng ta có thể bỏ đi bởi vì hầu như rằng là từ được bổ nghĩa là danh từ riêng và đã được xác định, chỉ cần thêm thông tin vào thôi. Vậy các bạn sẽ lưu ý cho cô những trường hợp được dùng với dấu phẩy khi danh từ mà nó bổ nghĩa là một danh từ riêng. Khi danh từ mà nó bổ nghĩa có tính từ sở hữu my, his, her, their, your, our. Và khi danh từ nó bổ nghĩa mà một danh từ đi với lại this, that, these, those. Ok, cô đã có ví dụ ở bên tay phải màn hình, các bạn hãy pause lại và nhấn tạm dừng và xem ví dụ giúp cô nhé. Rồi, chúng ta sẽ qua phần tiếp theo về phần exercise để giúp các bạn có thể hiểu rõ hơn về mệnh đề quan hệ. Ok, rồi, cô sẽ có một số câu trắc nghiệm. Về phần này, cô yêu cầu các bạn sẽ xem trên slide của cái video này và làm đáp án và gửi về cho cô trong Google Classroom nhé. Tuy nhiên, cô sẽ giúp các bạn làm câu số 1. Các bạn cùng làm với cô nè. Câu số 1, number 1. She gives her children everything, blah blah blah, they want. A. That. B. Who. C. Whom. And D. What. Ok, các bạn có 10 giây để cùng cô giải quyết câu này nhé. 10 giây bắt đầu. Ok, time's up. Nào, give me your answer. Nào, cùng cô trả lời nhé. Nếu bạn nào vẫn chưa thật sự có thể tìm được câu trả lời thì hãy ấn tạm dừng ngay lúc này và trở về từ đầu video xem lại cho cô về mệnh đề quan hệ. Khi nào nắm rõ rồi thì chúng ta cùng làm bài tập. Bây giờ cô sẽ cho các bạn đáp án. Chúng ta có everything, danh từ không xác định, đại từ không xác định. Vì vậy chúng ta sẽ chọn câu A đi với that, everything sẽ đi với that. Còn những câu còn lại các bạn sẽ làm và gửi nộp lại cho cô, hạn chót là một tuần. Rồi, các bạn sẽ qua cho cô phần tiếp theo nhé. Đây là từ câu 6 đến câu 10. Hãy tạm dừng màn hình lại và làm bài tập cho cô. Câu số 1. Cô sẽ giúp các bạn làm câu số 1. Còn từ câu 2 đến câu 5, các bạn sẽ làm và gửi lại cho cô qua Google Classroom. The first boy has just moved. He knows the truth. Rồi, các bạn có 10 giây để làm phần này. 10 giây bắt đầu. Ok. Rồi, đáp án của chúng ta là như thế nào nhỉ? The first boy who knows the truth has just moved. Ok, chúng ta sẽ cùng phân tích lại câu này nhé.
Các bạn sẽ nhìn vô cô là the first boy and he là cùng nói về một người. Cho nên chúng ta sẽ bổ nghĩa cho the first boy. Vậy chúng ta sẽ viết lại chữ the first boy. Sau đó các bạn sẽ đem mệnh đề quan hệ chính là câu thứ hai đứng ngay sau đó. Who knows the truth? Và cuối cùng rằng là các bạn sẽ viết lại phần còn lại của câu thứ nhất. Câu số 6 đến câu số 10, mời các bạn sẽ làm bài tập và gửi về cho cô nhé. Hết về phần mệnh đề quan hệ, cảm ơn các em đã theo dõi. Thank you for your listening and attention. Remember to do your homework. Các bạn hãy làm bài tập và gửi về cho cô qua Google Classroom. Goodbye.